Hình ảnh đập vào mắt tôi đó chính là cái vòi nước được mở ra, ở dưới đang còn mấy khăn tắm chưa dùng đến. Mọi người cứ nhìn cái lớp tha nó đóng bụi két vào như này thì hình dung lúc ở đấy khói nó khủng khiếp như thế nào. Trong lúc hoảng loạn như vậy, mọi người đã biết dùng khăn nhúng nước để bịt khói, nhưng mà số phận không may mắn cho cả ba. Quay lại hiện trường của vụ cháy chung cư mini, hình ảnh bên trong khiến ai nấy không khỏi đau lòng. Sau một tháng từ ngày 12 tháng 9 xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, mặc dù thời gian đã thấm thoát trôi đi, nhưng những ám ảnh vẫn mãi còn đó. Những nỗi đau cứ như vừa mới hôm qua làm gia đình những nạn nhân và cả người dân trên cả nước không thể nào quên được. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã có cơ hội vào hiện trường và quay được những khoảnh khắc hiếm hoi ở bên trong căn chung cư mini này, khiến ai cũng cảm thấy xót xa khi nhiều vật dụng vẫn còn đó, kỷ niệm vẫn còn đó, nhưng người thì đã không còn. Đây là hành lang tầng 3 này, đây là lối xuống của để đi xuống tầng 2 này. Mọi người thấy khủng khiếp không? Còn đây là căn 04 cháy dã man luôn. Sáng ở đằng xa kia là căn 01 này. Còn đây là cầu thang máy. Thằng máy đang dừng ở tầng 3. Còn kia là cái lối ra ban công đằng sau, nơi khói bốc lên cũng nghi ngút. Đây là cái chỗ giếng rời đây, khói nó bốc lên này, đen kịt cả đây. Có thể thấy vụ cháy rất tàn khốc khi nuốt chừng hầu hết các căn nhà ở tầng 2, 3, 4 và các tầng bên trên. Nhiều nạn nhân trong lúc bị khói bao vây đã cố dùng khăn tẩm nước để phòng thân. Tuy nhiên tất cả đã không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, để lại hiện trường ngổn ngang với vòi nước chưa khóa, chiếc khăn chưa kịp dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!